10 phát chuẩn cả 10 này. Xuống này. Không dung em đánh là sấp đôi 10 tỷ mở sấp đôi này. Chuẩn đét sấp đôi không? Chứ còn với anh thì tất cả những cái sản phẩm mà khi mà xuất ra thị trường cho khách hàng hay 100% nó phải thử lên thử xuống. Test đi test lại để cho nó chuẩn xác 100%. Thì bây giờ anh test cho anh em test cho em xem luôn nhé. Em đi chơi thì em cứ đặt úp cái điện thoại này xuống hoặc đặt ngửa lên thì tùy em thích úp ngửa đều được. Thì mình cứ để ngửa như này. Rồi bây giờ đây, cục dung nhá, anh đeo trên người này. Thì bây giờ anh để ra cái đĩa này để cho em cùng nghe luôn nhé. Em cùng nghe luôn này. Anh sóc cho em xem này. Sóc này. Sóc xong bây giờ đặt xuống nhá. Đấy, dung đánh lẻ, không dung đánh chẵn mà dung hai phát đánh với thứ tự mở em xem này. Lẻ này một dung này, em thấy chưa? Đấy. Dễ không? Sóc xong nhá, em cứ đặt đúng khoảng cách, em nhìn này, thẳng cái tay em đặt xuống này. Không dung em đánh sấp đôi. Đấy, mở sấp đôi 100%. Sóc tiếp này. Đấy chưa? Đây sóc xong này, mình đặt xuống như bình thường này. Một dung này. Đấy, một dung này, một dung như này thì anh em pha vào lẻ này. Đấy, lại là ba đen. Thì cái nguyên lý của nó là em cứ đặt yên cái điện thoại này trong lòng cho anh. Và thứ hai nữa, em đặt cái bộ vị này làm sao mà cái khoảng cách nó tầm khoảng một gang tay nhá, từ cái điện thoại này, từ cái điện thoại em nhìn mép điện thoại đầu con cái này cho đến vị là một gang tay. Đấy, một gang tay này thì em cứ sóc xong em đặt xuống là máy nó báo. Chứ còn nếu trong trường hợp mà em sóc xong em đặt mãi ngoài xa này thì là máy nó không quét tới. Em hình dung là nó quét được một gang tay mà em đặt xa quá thì máy nó không quét tới, nên là em phải đặt đúng. Em nhìn anh này, sóc thẳng tay em sóc xong rồi em đặt xuống đúng khoảng cách của nó này. Đấy, dung một đánh lẻ, đánh 10 tỷ lẻ luôn. Đấy, 100% ra lẻ. Thì nhá, nói luôn đây, em không phải nhà anh nhà chôn bệ trước đâu nhá. Không, đừng bỏ là đồ chuẩn là chôn bệ. Nhiều anh em không hiểu lại bảo là chôn bệ, nó nói thế là mất quan điểm. Thì bây giờ anh cứ di chuyển cái máy ở chỗ khác ra thử nhận lại cho em xem này. Anh di chuyển cái máy ra đây chẳng hạn nhá. Đây. Thấy chưa? Anh đổi chỗ ngồi này. Đây, anh sẽ đổi chỗ ngồi coi như là đổi sân chơi khác này. Anh xê bị ở đây, anh test thử cho em xem nhé. Cục dung bật lên này. Đã tiếp tục test này. Đây. À, xong tiếp cho em xem này. 10 phát chuẩn cả 10 này. Đặt xuống này. Không dung em đánh là sấp đôi 10 tỷ mở sấp đôi này. Chuẩn đét sấp đôi luôn. Xong tiếp này. Thì chưa? Xong xong này em đặt xuống này. Vẫn là không dung đánh sấp đôi tiếp. Đấy, vẫn là sấp đôi thôi. 10 tiếp chuẩn cả 10. Em thích ngồi ở đâu thì ngồi.